Cụ thể, kết quả kiểm tra tại 3 dự án quốc lộ 1A qua Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa cho thấy xe tải trọng lớn chiếm tỷ trọng trên 50% trong thành phần dòng xe. Xe vượt tải trọng cho phép của tuyến đường cũng diễn ra rất phổ biến. Theo đại diện Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, hiện tượng hằn lún theo vệt bánh xe sẽ phát triển nhanh hơn vào mùa hè, nhất là khi đường có nhiều xe tải trọng nặng. Bên cạnh đó, cục này cũng không phủ nhận việc thi công khiếm khuyết, vật liệu không đảm bảo, công nghệ thi công chưa phù hợp đã góp phần gây ra hằn lún trên các tuyến đường này. Do đó, đơn vị này đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư chỉ thanh toán cho nhà thầu theo chiều dài, khối lượng nhựa thực tế đã sử dụng. Nhà thầu phải kéo dài thời gian bảo hành từ 3 đến 5 năm. Các nhà thầu và tư vấn giám sát sẽ bị hạ bậc xếp hạng năng lực trong danh sách công bố năm 2013. Đồng thời, các cá nhân tham gia giám sát công trình, các chủ đầu tư, ban quản lý trực thuộc sẽ bị kiểm điểm.